Cho con xin một miếng. Đây, một con này. À, ta có rủ anh Quang nữa. Anh ấy thích câu cá. Anh chào anh. Anh Quang thì mọi người biết rồi, còn gì? Có nhím này. Có mỗi chị Khánh là chưa biết thôi nhờ. Chị Khánh đâu ạ? Chị Khánh đâu? Chị Khánh đâu mày? Chị Khánh ơi! Trời ơi, thước tha chứ kìa. Các con của cô bây giờ. Hôm nay có thêm anh Quang ở bên xóm trọ ạ. Lại là anh à? Hai anh chị quen nhau ạ? Quen cái gì mà quen? Đây này, anh ta là người cầm nhầm thuốc của chị, làm chị phải xuống mua thuốc khác để uống đấy. Cô nói thì phải nghĩ chứ. Tôi đã bảo là hôm đấy tôi bận, tôi vội nên tôi mới lấy nhầm. Mà chính vì nhầm cái thuốc cảm cúm của cô nên tôi càng bị đau dạ dày hơn đấy. Này, anh nói thế thì khác gì nói tôi là người kê đơn để hạ độc anh à? Uống thuốc thì phải cẩn thận chứ. Gặp anh đúng là điểm xui xẻo mà. Ok, chị đi về đây. Chị Khánh. Chị ơi. Sao chị lại về? Bọn em vừa mới đến mà. Thôi, ở đây chơi bọn em nhá. Chị không thể nào hít thở chung bầu không khí với anh ta được. Ok, ok. Giờ cả cái bầu không khí đấy là của cô. Tôi đi câu cá, không làm phiền mọi người. Đấy. Ôi chị ơi. Bực cả mình. Tự nhiên phá vỡ giây phút vui vẻ của người ta. Chị. Anh trông bọn trẻ con nhá. Mấy chị em cứ đi để anh lo cho. Sao đấy? Sao người ướt súng này? Sao vậy hả chị? Tôi thấy cô ấy ngã xuống dưới hồ. Tôi kéo cô ấy lên đây. Nhưng tôi nghĩ mọi người nên đưa cô ấy đi khám đi. Này! Anh nói thế, ý anh nói đầu tôi có vấn đề à? Thôi, để em đưa chị đi viện nhá. Chị không làm sao cả. Chị chỉ tức anh ta thôi. Rõ ràng là anh ta định giở trò với chị mà. Tôi có ý đồ gì với cô? Tôi cứu cô mà. Anh đứng lại đã. Thôi chị. Chị, anh phải xin lỗi tôi đi. Thôi chị, anh ấy là người cứu chị cơ mà. Thì cứu. Nhưng mà chỉ cần đưa người ta lên thôi. Việc gì phải kề môi kề miệng làm gì? Kinh chết đi được ý. Này, tôi nói cho cô biết nhá. Bởi vì tôi tưởng là cô bất tỉnh nên tôi mới phải hô hấp nhân tạo cho cô, chứ đã kề môi gì đâu. Tôi nói cho cô biết nhá, từ cái ngày mà quen cô đến bây giờ ấy, tôi nhịn cô bởi vì tôi không muốn cãi nhau với phụ nữ. Nhưng mà cô rất quá đáng. Tôi cứu cô không cảm ơn tôi thì thôi. Đây cô cứ hạnh hoẹ. Cô nghĩ cô cao quý lắm à? Cô nghĩ là không ai có thể đụng được vào người cô à? Anh nói thế,
Ý anh nói là đàn ông không ai người ta chấp nhận tôi chứ gì? Nếu mà cô khó tính như vậy thì không ai dám chạm vào người cô đâu. Đúng. Quang. Ôi, Quang. Ôi chị. Tôi khó tính. Tôi chị. Tôi hay bắt bẻ. Tôi ghê gớm. Thế nên là người ta mới bỏ tôi như thế đây. Người ta chê tôi. Đến với người ta như là làm chị làm mẹ. Người ta không cần đến tôi. Người ta nói là để cho họ yên tự lo cuộc sống của họ. Anh nói đúng. Đàn ông không ai người ta chấp nhận tôi cả. Ôi, tôi không có cái ý đấy. Đây không phải là lần đầu tiên. Biết bao nhiêu lần rồi người ta đến với tôi, nhưng họ nói là tôi khó tính khiến cho họ căng thẳng. Nhưng mà tôi đã làm cái gì đâu. Tôi không làm cái gì cả. Tôi biết nhưng mà tôi không thể nào mà tôi thay đổi được vì tính tôi nó như vậy. Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà. Chị Khánh. Chị Khánh ơi. Chị Khánh. Khổ thế chứ lại. Chuyện này thực sự là tôi không biết gì cả. Mọi người hiểu mà, anh không phải suy nghĩ gì đâu. Cô muốn nói gì với tôi à? Tôi... Anh Quang này, về tôi nghĩ vì mấy lần hiểu lầm với anh nên tôi đã nói những lời không hay, nên là tôi hẹn anh ra đây để nói chuyện ạ. Đúng là tôi và cô giống như kiểu là oan gia trái chủ thế nào. Như cái hôm ở hiệu thuốc ấy, tôi uống nhầm thuốc của cô đấy. Đấy là thuốc cảm cúm của tôi mà. Sao anh lại uống? Thế, do là tôi nhanh nhổ đoảng, chả chịu nhìn kỹ cái vỏ thuốc gì cả. Cứ lấy ra rồi cho hết vào mồm, báo hại bị đau dạ dày. Hôm đấy tôi bị đau dạ dày, thế là cứ trách cô mãi. Không biết là cô có bị hắt xì hơi không? Có, tôi có bị hắt xì hơi. Thật à? À, nhưng đấy là tôi bị hắt xì hơi vì cảm cúm, chứ không phải là vì anh đâu đấy. Anh Quang này, cái hôm dời mưa ấy, tôi xin lỗi. Anh đưa áo của anh cho tôi. Đúng lúc đấy thì trái tim tôi đang bị tan vỡ, thế nên là nó mới nổi điên lên như vậy. Hôm đó trái tim tôi cũng đang tan vỡ mà. Thật á? Trái tim tôi tan vỡ nên tôi mới đứng ngắm mưa. Không ngờ cũng gặp một người trái tim tan vỡ lại đang đứng tắm mưa. Kể ra mình cũng có duyên ấy chứ nhỉ. Cái gì cũng liên quan đến nước. Mà lại nhắc đến nước, nhắc đến cái vụ hôm cắm trại thì tôi lại phải xin lỗi anh một lần nữa. Ngày hôm đấy tâm lý của tôi nó bị dồn nén, thế nên là nó mới dâng trào khiến cho tôi có cái hành xử không hay. Thế nên là hôm nay tôi mời anh một ly để tạ lỗi với anh ạ. Không sao đâu. Tôi rất thích những người phụ nữ ra trường.
Dạ không sao ạ.